Robert 祝埋一把祝快有要定有嗷嗷王子女 A 你到底在干什么？哈？那翻译呢？当然了。OK。Good. Thank you.Thank you, nó nói tiền vô với hai ai là tức là mình có khác là nó đi. Oh, thank you. Thôi trẻ. Ok. Chúc hai đứa. Chúc mừng năm hai đứa. Chúc hai đứa giống như là mọi sự đều được thành công, gặp được nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào. Rồi muốn gì được nấy. Đạt được ý nguyện nha.Thành công còn đáng dự. Ok. Rồi, chúc mừng năm nay bà. Cố hết. Chúc sức khỏe dồi dào. Rồi tiền vô ào ào. Ào ơi tiền vô à. Không có con. You don't know anything else? The only thing I know is Wang Su Nhu A. That's it. Ôi đủ rồi, như nó lại đủ hết rồi. Gì cũng chúc lại hai con á, lúc nào cũng dồi dào sức khỏe ha.Muốn gì được đó, mọi việc tốt lành đến với hai con, chúc hai con luôn luôn hạnh phúc mãi mãi bên nhau nha. Rồi đã cảm ơn gì bà, cảm ơn gì bà, hai gì đó, để cho bà ngoại, có bà ngoại nữa, cảm ơn bà ngoại luôn, để bà ngoại cảm ơn đi, đây rồi, cảm ơn nói trước đi, chúc ông bàvàng sự như ý. Giờ đi từ nào chứ? Chúc ông bà nội. Chúc ông bà nội năm mới vui vẻ. Năm mới từ nội. Vui vẻ. Vui vẻ. Dồi dào sức khỏe. Sức khỏe. Rồi. Để dẫn con đi qua mà. Mua đồ cũng không.Ông nội có sức khỏe, ông nội đi làm để kiếm tiền. Rồi chở Y Tình đi qua mạc mua đồ chơi. Đấy. Ok. Rồi năm mới. Ông bà nội chúc ca ca giỏi hơn nữa, được nhiều cái honor hơn nữa. Rồi được nữa là cô giáo, thầy giáo thương yêu. Everybody love you. Ok.Rồi cá cá nghĩa là good sister. Ok, help cho brother, help cho daddy mommy. Ok, cảm ơn. Đây nói chúc cá cá đây này. Ông Y Tình, ông nội chúc Y Tình đi. Chúc Y Tình ăn nhiềuAnh nhanh nữa vậy. Nghe không? Trông như lớn. Anh giống như Superman vậy. Đừng có ai kêu mình là baby nữa. Ok. Giống xem Superman. Ok. Ok. Học giỏi giống như chị hai. Strong như bé, okay. Như Superman. Ok. Rồi ăn. Rồi hết. Chị hai. Nghe lời. Listen. Listen to your sister. Rồi phải nghe lời mommy baby. Không làm cho mommy baby. Ok. Ok.Good. Cảm ơn. Cảm ơn đi. Ok. Rồi, quá cái cây ít hơn. Rồi, bà bắt tay đây. Mình rất hỏi. Rồi, bà ba tư kìa. Chúc mừng năm mới.Chị Tình nói chúc mừng năm mới được rồi. Thấy không? Cũng giống như chị ra là xem á. Chúc bà ba mẹ tôi năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe. Nói đi, nói đi Y Tình. Chúc bà ba bà tư năm mới vui vẻ. Năm mới
Giỏi quá. Rồi sao? Dồi dào. Dồi dào. Dồi dào sức khỏe. Rồi thôi cảm ơn. Bà Bao Tư cũng chúc hai con á luôn luôn nghe lời cha mẹ á, rồi học giỏi nha, nhất là Y Tành á, ăn nhiều một chút nha con. Ha? Ngoan nghe lời chị với nghe lời ba mẹ nữa ha. Ai cũng chúc ha. Yeah, ăn nhiều cho mau chóng lớn nha. Rồi nè, để cái này là Y Tành. Đó, cái này còn cái này của bà ngoại bà cố cho đó. Cắt cát nè, bà cố gửi nè. Nhớ rồi, bà gửi gọi điện thoại nhớ chúc mừng bà cố cái. Rồi, giỏi rồi, rồi xong. Thấy không? Cảm ơn bà cố lì xì. Về đi rồi bà Ba Tư nói lại nha. Rồi nè. Vì có gì muốn nói thì gì cũng nói. Thì cũng quan trọng là chúc con ba về sức khỏe, muốn gì cũng được cái đó, con cháu lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ với nhau. Ok, rồi ba mẹ cũng chúc cho hai con, nghĩa là công việc làm lúc nào cũng nghĩa là được sự là thuận buồm xuôi gió, yêu thương nhau, hòa thuận nhau, nói cho con cái. Và sẽ đạt được những cái gì Mỹ nghĩ trong năm nay và năm tới hay cái gì đó mình được thành công tất cả những gì suôn sẻ hết rồi đấy, cái gì cũng phải là đồng vợ đồng chồng đó, mình lấy là lấy cái ý kiến chung rồi đi đến cái chuyện mà mình muốn thì là đâu mà hả có đầy đủ ý kiến như vậy thì vui cười mình đây ba má. Con Nhi năm nay chúc mừng chị ba chị Tư vui vẻ lúc nào cũng hạnh phúc, xin cho chị Tư sống dài mạnh khỏe mau lại và thành một, con xin cho chị ba có sức khỏe việc làm mà lo cho gia đình hơn, con lúc nào cũng xin cảm ơn chị ba chị Tư. Muốn làm gì cũng được hết. Dạ, quan trọng là có sức khỏe không? Rồi, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của hai con ha. Dì cũng chúc hai con lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài, muốn gì được đó. Rồi luôn luôn sức khỏe để lo cho hai cháu nữa. Đó là hạnh phúc chứ. Rồi hai đứa lúc nào cũng hạnh phúc hết. Rồi này là của bà ngoại gửi con. Còn này của hai dì gửi hai đứa. Cảm ơn dì ba lên. Không có chi. Thứ hai tiếng hai Tuyết Diễm ha. Tám Minh. Tám Minh. Thứ ba luôn có Tuyết luôn. Thứ ba nó có tiếng. Ừ, thứ hai, thứ ba đã nói nãy bà nghe hả? Thứ ba ấy thôi. Đồ đi cũng khó lắm á. Ba sáng thế còn thứ năm nè, thứ năm tiếng nữa. Mỗi ngày được mẫu sao? Thứ năm có tiếng nữa đó, chứ mấy giống đồng trong từng ngày đó là tiếng. Năm mình luôn không? Để nước ban. Vui vẻ. Wow, mấy độ? Tối 12 độ. Thứ ba tối có 3 độ rồi. Thứ năm 70%. Tiếp. Vấn đề là giờ đi chỉ đâu có trong máy của nó có 3 giờ đó. Chỉ vô đi. Không có cái khóc lúc nào cũng phải khóc. Ok. No. Trong cái QR nó chỗ nào hình như nó mở đâu sẽ lắc vô đâu. Má mì chốc. Ừ, má mì chốc. Cà cà. Luôn luôn đẹp. Gái. Ok. Là ngoan ngoãn, học giỏi. Lớn mà Y Tình á thì cũng phải ăn nhiều, ăn nhanh, ok, cao mốc cao thân thế chị luôn, ok, cao giống như cô ra vời vậy, ok, học giỏi ngoan nghe lời nghe chưa, ok, hẹn đẹp, ok, cảm ơn đi.
anh chẳng phải là đang cần bảo gì tâm liền phải là ok bà ngoại gọi